năm 2019, đại dịch Covid ập đến, làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người. Hàng ngàn bệnh nhân đối mặt với bệnh tật, bệnh viện quá tải và khoảng cách giữa bác sĩ và người dân dường như càng xa hơn bao giờ hết. Sự đau lòng, mất mát diễn ra ở khắp mọi nơi và hơn lúc nào hết, nhu cầu về một giải pháp y tế cấp thiết, nhanh chóng, đáng tin cậy đã trở thành điều không thể bỏ qua. Trong hoàn cảnh đó, IV Bác sĩ ơi ra đời với mong muốn trở thành cầu nối giữa người dân và bác sĩ. Chúng tôi mang đến một nền tảng giúp tiếp cận dịch vụ y tế một cách dễ dàng, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn như đại dịch. Mỗi ngày, IV Bác sĩ ơi kết nối thành công hơn 1.400 người bệnh F0, F1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành khác với bác sĩ, đem đến hy vọng cho bệnh nhân và gia đình thông qua các cuộc gọi trực tuyến từ xa. Không dừng lại ở đó, trong suốt 5 năm qua, IV Bác sĩ ơi không ngừng hoàn thiện và phát triển để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho mọi người, từ những người trẻ tuổi đến người cao tuổi. Với mạng lưới hàng ngàn bác sĩ và cơ sở y tế, đối tác tham gia, chúng tôi đã trở thành điểm đến tin cậy cho hàng triệu người dân trên khắp cả nước. Những thành tựu nổi bật mà IV Bác sĩ ơi đã đạt được: hơn 100.000 người dùng sử dụng ứng dụng, hơn 3.700 bác sĩ và chuyên gia, hơn 142 đối tác và nhà cung cấp, hơn 1.000 câu hỏi sức khỏe được giải đáp mỗi tháng, và những giải thưởng vô cùng danh giá như Top 3 chung cuộc TechFest Việt Nam 2021, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, chứng nhận giải pháp y tế thông minh, cuộc thi thành phố thông minh Việt Nam 2022, giải thưởng Sao Khuê 2024, lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh việc kết nối trực tuyến, chúng tôi còn mang sức khỏe đến với người dân ở những nơi điều kiện y tế còn khó khăn. IV Bác sĩ ơi đã tổ chức hàng chục dự án thiện nguyện tại các tỉnh thành, trao tặng hàng ngàn phần quà y tế và đem lại sự chăm sóc sức khỏe thiết thực cho cộng đồng. Chúng tôi tự hào về những thành tựu đã đạt được, nhưng hơn hết, đó là niềm tin yêu của người dân và các bác sĩ, đối tác đã đồng hành cùng IV Bác sĩ ơi suốt chặng đường 5 năm vừa qua. Một số bạn bè sử dụng ứng dụng IV Bác sĩ ơi và giới thiệu với mình thì mình thấy rất là tiện lợi khi mà mình có thể trực tiếp chat với bác sĩ, lựa chọn bác sĩ nào thăm khám cho mình, cũng như gọi video call trong giờ làm cũng như là ngoài giờ làm. Đấy là một điều mà mình thấy rất là vui và mình có thể chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Sử dụng IV Bác sĩ ơi trong một quá trình thời gian dài thì mình cảm nhận đây là một ứng dụng mà nó rất tiện lợi để có sự kết nối giữa những người bệnh với là những người bác sĩ như chúng mình. Thì sự kết nối này sẽ đem lại cho người bệnh những cái được những tư vấn chuyên khoa chuẩn xác nhất. Tôi tin rằng tích hợp với IV không chỉ giúp phòng khám mà còn mang lại lợi ích lớn cho các bác sĩ đã hợp tác. IV sẽ giúp các bác sĩ có thể tận dụng công nghệ để mở rộng phạm vi tư vấn, xây dựng thương hiệu cá nhân và nâng cao hiệu quả công việc mà không cần mất quá nhiều thời gian hay công sức. Tôi nhận thấy sau thời gian hợp tác với IV Bác sĩ ơi là cái hệ thống quản lý, đặc biệt là hệ thống đặt hẹn của chúng tôi được cải thiện rất là nhiều. Trên nền tảng của các bạn, từ khi khách hàng đặt hẹn trên nền tảng của các bạn đã link trực tiếp với nền tảng HIS của chúng tôi, quản lý hồ sơ bệnh án của chúng tôi, và như vậy là chúng tôi không phải mất một cái khâu trung gian, không bước qua một cái bước đặt hẹn nữa, và khách hàng có thể kết nối đến thẳng với chúng tôi. Mọi thông tin đặt hẹn đã có được trên hệ thống của chúng tôi thông qua hệ thống IV Bác sĩ ơi của các bạn. Đấy là những điều mà tôi nhìn thấy rất là tích cực khi mà sử dụng sản phẩm của IV Bác sĩ ơi. IV Bác sĩ ơi không chỉ giúp chúng tôi tiếp cận nhiều khách hàng mới, đặc biệt là những người cần tư vấn và mua thuốc trực tuyến. Ngoài ra còn giúp tăng cường khả năng kết nối các bác sĩ và các bệnh nhân trên toàn quốc. Mục tiêu của IV Bác sĩ ơi là sẽ trở thành ứng dụng chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn rằng tất cả người bệnh có thể thông qua một trạm ở trên IV Bác sĩ ơi để tiếp cận được dịch vụ y tế mà mình cần. Để làm được điều này thì IV Bác sĩ ơi sẽ cần phải không ngừng mở rộng mạng lưới kết nối của mình với toàn bộ các cơ sở y tế trên cả nước để đáp ứng được nhu cầu sử dụng chăm sóc sức khỏe của người dân trên cả nước. Bên cạnh đấy thì IV Bác sĩ ơi cũng sẽ cần phải mở rộng kết nối của mình với các bác sĩ ở đa chuyên khoa khác nhau, các nhà cung cấp các dịch vụ y tế để có thể đưa đến một hệ sinh thái đa dạng dịch vụ y tế cho bệnh nhân. IV Bác sĩ ơi cam kết sẽ phối hợp cùng với các tổ chức, các cơ quan đoàn thể để tổ chức các buổi khám sức khỏe,
các chương trình giáo dục liên quan đến sức khỏe nhằm nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe của người dân.